vận hạn năm 2023 của tuổi Ngọ, cạnh tranh mạnh, thị phi nhiều, làm ăn khó khăn hơn trước. Khác với tử vi tuổi Ngọ năm Nhâm Dần 2022, năm Quý Mão 2023 của người tuổi Ngọ là một năm khá khó khăn. Bạn phải đối diện với nhiều điều không như ý muốn trong cuộc sống cũng như trong công việc do bị chi phối bởi cục diện phá thái tuế. Luận về công việc, thời gian này, bạn cần chú ý đến các mối quan hệ xã giao của bản thân, hạn chế gây thù trút oán với người khác. Khi tham gia vào các cuộc tranh luận, hãy luôn giữ một cái đầu lạnh, tránh nói năng, hành sự nóng nảy, đắc tội với người khác, đẩy mọi việc vào bế tắc. Luận về tài chính, việc làm ăn kinh doanh cũng diễn ra khá khó khăn, đòi hỏi người tuổi Ngọ phải kiên trì với mục tiêu của mình, đặc biệt khi phải gặp đối thủ cạnh tranh, bạn cần có cách hành xử phù hợp, không nên vội vàng tin theo hoặc chạy theo bước chân của người khác làm những việc không chính đáng để kiếm lợi về mình. Luận về tình cảm, các khí sụt giảm mạnh khi vợ chồng, các thành viên trong gia đình không tìm được tiếng nói chung. Đã đến lúc người tuổi Ngọ hạ thấp cái tôi của mình xuống để có thể nhìn nhận vấn đề đa chiều hơn, hạn chế những hiểu lầm không đáng có. Luận về sức khỏe, điểm sáng nhất trong tử vi năm Quý Mão 2023 của tuổi Ngọ là phương diện sức khỏe, hầu như không bị tác động nhiều, đương số duy trì được thể trạng khỏe mạnh, ít đau ốm, bệnh tật, nguy hiểm. Xem chi tiết tử vi tuổi Ngọ năm 2023 qua các phương diện của cuộc sống. 1. Luận về phương diện sự nghiệp. Tử vi tuổi Ngọ năm 2023 nhận định, con đường sự nghiệp của đường số không quá thuận lợi do phải chịu tác động lớn của cục diện phá thái tuế. Vì thế, cần hết sức cẩn trọng trong mọi việc, tránh chủ quan, lơ là dù là trong công việc quen thuộc đi chăng nữa. Thời điểm đầu năm, bạn thường gặp bất hòa với bạn bè, đồng nghiệp, thậm chí kẻ tiểu nhân còn xuất hiện cố tình gây phiền phức cho bạn, khiến công việc tiến triển khó khăn hơn so với dự tính. Đây cũng là lúc bạn cần phải tỉnh táo để phân biệt rõ ai là người thật sự tốt với mình, còn ai là kẻ luôn tìm cách tiếp cận rồi ngấm ngầm gây họa. Khi đã tìm ra được gốc rễ của vấn đề, bản mệnh nên bình tĩnh để có cách giải quyết mọi việc sao cho hợp lý. Ngoài ra, bạn cũng cần phải chú ý hơn tới việc lắng nghe ý kiến của mọi người xung quanh, giữ vững chính kiến của mình là tốt. Song nếu bảo thủ, không biết tiếp thu ý kiến thức của người khác thì không hay. Chính con giáp này cũng sẽ không muốn mình mãi dậm chân tại chỗ đâu. Hãy tin rằng, sự cố gắng của bạn luôn được đền đáp xứng đáng. Dù đầu năm bản mệnh gặp không ít khó khăn, nhưng sau đó nhờ có thái âm soi đường chỉ lối mà người tuổi Ngọ sẽ dần dần bắt kịp được guồng quay của công việc. Lại thêm các tin chính quan cho thấy sự nỗ lực của bạn luôn được nhìn nhận và đánh giá chính xác. Cuối năm, người tuổi Ngọ có cơ hội được khen thưởng, thậm chí thăng quan tiến chức nếu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Hơn nữa, dù trong hoàn cảnh nào, hãy luôn giữ thái độ hòa nhã với mọi người, không đẩy các mâu thuẫn lên quá cao, khiến mối quan hệ xung quanh và cả công việc lâm vào bế tắc. 2. Luận về phương diện tài chính. Xem tử vi năm 2023 của tuổi Ngọ thấy rằng vận trình tài lộc của con giáp này không mấy sáng sủa, cục diện Mão Ngọ tương phá khiến cho bạn vấp phải nhiều khó khăn, các kế hoạch đặt ra từ đầu năm khó đạt được kết quả như ý. Với người làm công ăn lương, bạn thường xuyên bị kẻ tiểu nhân phá hoại khiến công việc tiến triển khó khăn, đặc biệt là thời điểm đầu năm. Công việc không đạt được tiến độ theo yêu cầu, dẫn tới tài lộc dậm chân tại chỗ, ít người nhận được tiền thưởng nóng hoặc cơ hội tăng lương. Với người làm đầu tư kinh doanh, bản mệnh phải đối diện với sự cạnh tranh gay gắt từ đối thủ, thậm chí có kẻ còn tìm cách hãm hại bạn, đẩy bạn vào cảnh hao tài tốn của. Vì thế, người tuổi Ngọ cần phải cẩn thận trước mọi lời mời gọi đầu tư của người khác, đặc biệt nếu đối phương là người bạn không hiểu rõ. Đồng thời, hãy luôn suy nghĩ cẩn trọng trước khi đưa ra các quyết định đầu tư làm ăn. Đó có thể là cái bẫy của kẻ xấu đã sắp đặt sẵn chờ bạn nhảy vào.
Trong cuộc sống hàng ngày, hãy luôn chú ý quản lý tiền bạc chặt chẽ, chớ phung phí cho những hoạt động không cần thiết. Tốt nhất, hãy luôn có kế hoạch chi tiêu rõ ràng và để dành một khoản tiết kiệm để phòng sự cố bất ngờ. Đến cuối năm 2023, vận trình có dấu hiệu hòa hảo hơn, chính tài các thần phát huy tối đa vai trò phù trợ, giúp cho những ai làm ăn chân chính sẽ có được sự đền đáp xứng đáng, đương số có thể thu được lợi nhuận từ những mối đầu tư trước đó. Nên bạn cần phải sử dụng khoản tiền này một cách thông minh vào những mục đích cụ thể, tránh chỉ nghĩ tới việc chơi bời, hưởng thụ hoặc tham gia vào các trò mai rủi đỏ đen kẻo tiền mất tật mang. 3. Luận về phương diện tình cảm. Đáng buồn là con đường tình duyên của người tuổi ngọ cũng phủ một màu ảm đạm, ngũ hành tương khắc ảnh hưởng tới cả những người đã lập gia đình cũng như những người còn độc thân. Với những ai đã lập gia đình, vợ chồng bạn thường xuyên mâu thuẫn vì những quan điểm không trùng lập. Ai cũng cho rằng bản thân mình là đúng nên chẳng bao giờ chịu nhún nhường với ai. Sự thiếu lắng nghe, thiếu thông cảm khiến cho mối quan hệ ngày càng trở nên lạnh nhạt. Chưa dừng lại ở đó, quan hệ cha mẹ và con cái trong nhà cũng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn tranh chấp, có thể những khác biệt thế hệ khiến cho đôi bên khó có thể hiểu được nhau. Nếu ai cũng chỉ khăng khăng giữ cái tôi của mình thì khó có thể duy trì được bầu không khí yên ấm trong nhà. Tuy nhiên, mọi việc vẫn có thể cứu vãn nếu bạn chịu thay đổi bản thân mình. Nếu vẫn còn coi trọng gia đình, bạn nên học cách đặt mình vào vị trí của đối phương để có thể có cách hành xử hợp lý hơn. Khi biết quan sát vấn đề dưới nhiều góc độ khác nhau, bạn sẽ cảm thấy mọi việc chẳng có gì khó giải quyết như tưởng tượng nữa. 4. Luận về phương diện sức khỏe. May mắn đối với người tuổi ngọ trong năm Quý Mão 2023 này không gặp quá nhiều vấn đề về sức khỏe. Đa phần, mọi người duy trì được thể trạng khỏe mạnh, dù gặp khó khăn, cũng không quá bi quan hay suy sụp. Để có thể duy trì được tình trạng này, bạn nhớ xây dựng cho mình một lối sống khoa học, giảm thiểu các hoạt động tiệc tùng không cần thiết. Hãy chăm chỉ rèn luyện thể dục thể thao, không nên dành quá nhiều thời gian cho các hoạt động vui chơi giải trí hoặc làm việc quá sức. Thiên đức và thiên hỷ báo tin vui về chuyện tình cảm hoặc con cái, vì thế những ai bầu bỉ trong thời điểm này cần chú ý chăm sóc sức khỏe, luôn giữ vững tinh thần, vui tươi, chủ quan hoặc tâm sự với những người để bạn có thể vui tươi mỗi ngày. Xem tử vi cho từng tuổi ngọ trong năm Quý Mão 2023. 1. Tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966. Năm 2023 là một năm khá bình lặng đối với người Bính Ngọ sinh năm 1966. Bằng vốn hiểu biết và kinh nghiệm phong phú của mình, bản mệnh có thể giải quyết những vấn đề bất ngờ phát sinh một cách trơn tru, thuần thục. Người làm lãnh đạo có thể hướng dẫn, dẫn dắt mọi người xung quanh đi đúng hướng, thậm chí biến thách thức thành cơ hội. Song, bản mệnh cần lưu ý không nên quá kiêu ngạo, độc đoán, thiếu lắng nghe và tiếp thu ý kiến của người khác. Phương diện tình cảm nhìn chung khá êm đềm, vợ chồng bạn đôi khi có mâu thuẫn với nhau nhưng đều kịp thời phát hiện ra vấn đề để cùng nhau giải quyết. 2. Tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978. Với người tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 có thể phải trải qua một năm đầy thách thức khi mọi phương diện cuộc sống đều xảy ra vấn đề. Bạn nên bình tĩnh, tin tưởng vào bản thân, từ đó có cách nhìn nhận và giải quyết chính xác mọi vấn đề. Phương diện sự nghiệp chưa có nhiều bước phát triển vượt bậc bởi bản mệnh thường xuyên mâu thuẫn với mọi người. Đến khi phải giải quyết các công việc trọng đại thì cũng có ít người giúp đỡ bạn. Chuyện tiền bạc không mấy dư dả khi bạn thường xuyên phải cạnh tranh với đối thủ. Người tuổi này cần biết mình biết ta, trở nên coi thường người khác kẻo rơi vào cái bẫy của đối phương đã giăng sẵn từ trước. Chuyện tình cảm khá ảm đạm khi vợ chồng thường xuyên bất đồng ý kiến với nhau mà chẳng ai chịu xuống nước thỏa hiệp. Bạn cần tìm cách cứu vãn tình trạng này trước khi quá muộn. 3. Tuổi Canh Ngọ, sinh năm 1990.
Cuộc sống đặt ra trước mắt người tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990 khá nhiều thử thách. Bản mệnh không nên nghĩ tới việc thỏa hiệp với thực tại hoặc quá dễ thỏa mãn với những gì mình đang có. Nếu bạn dậm chân tại chỗ, người khác sẽ nhanh chóng tìm cơ hội vượt qua. Chuyện làm ăn kinh doanh có thách thức nhưng cũng có cơ hội. Sự cạnh tranh của đối thủ cũng thúc đẩy bạn cần phải cố gắng hơn nữa. Nếu không đầu hàng thực tại, dần dần bạn sẽ tìm ra hướng đi mới phù hợp với bản thân. Trong gia đình, bạn nên lắng nghe con cái nhiều hơn. Không nên bắt mọi người phải làm theo ý muốn của mình. Hãy luôn tìm một khoảng thời gian rảnh rỗi mỗi ngày để trò chuyện cùng các thành viên trong gia đình. Dần dần mọi người sẽ thấu hiểu nhau hơn. 4. Tuổi Ngọ sinh năm 2002. Đối với người trẻ tuổi sinh năm 2002 sẽ gặp phải khá nhiều thách thức trong năm Quý Mão 2023 này. Nhưng xét trên phương diện tích cực, thách thức chính là cơ hội để người tuổi Ngọ sinh năm 2002 hoàn thiện bản thân, nhận ra điểm yếu của chính mình để có thể thay đổi và không ngừng vươn lên. Vì còn trẻ tuổi, bạn không nên đặt cái tôi của mình lên quá cao, làm việc gì cũng cần chú ý lắng nghe lời khuyên của những người đi trước. Trong các mối quan hệ bạn bè, chớ nên hành xử nóng nảy gây mất lòng người khác. Chuyện chi tiêu cũng cần tiết kiệm hơn, tránh hàng phí vào những mục đích không cần thiết, nhất là khi bạn chưa có làm ra tiền. Nếu muốn tăng thu nhập của bản thân, người tuổi Ngọ sinh năm 2002 này có thể thử sức với các công việc làm thêm hay thực tập. Còn đối với chuyện tình cảm, bạn nên mở lòng hơn để đón nhận sự quan tâm của người khác phải. Thái độ cởi mở sẽ giúp bạn làm quen được với các bạn bè tốt đẹp, đem lại sự ảnh hưởng tích cực về sau này. 5. Người tuổi Ngọ sinh năm 2014. Năm Quý Mão 2023, trẻ nhỏ sinh năm 2014 không phải trải qua quá nhiều biến động, chủ yếu bản mệnh vẫn được sống trong sự quan tâm, chăm sóc của gia đình. Trên phương diện học hành, trẻ nhỏ sẽ gặp phải một vài khó khăn và áp lực nhất định, cần đến sự quan tâm, giúp đỡ của cha mẹ hoặc thầy cô giáo. Hãy luôn để ý để có thể trợ giúp trẻ kịp thời. Cha mẹ cũng nên khuyên con cái tự tin trong các hoạt động xã giao, không nên rụt rè nhút nhát, tự thu mình lại. Có nhiều bạn bè tốt trong thời điểm này sẽ giúp ích cho sự phát triển của trẻ nhỏ. Khi tâm lý của trẻ có thay đổi, cha mẹ cũng cần chú ý, có thể để ý, khuyên nhủ, can thiệp kịp thời để trẻ có thể phát triển mạnh khỏe, hài hòa. 6. Người tuổi Ngọ sinh năm 1954. Bước sang ngưỡng tuổi thất thập cổ lai hy, người tuổi Ngọ sinh năm 1954 nên chú trọng nghỉ ngơi, an hưởng tuổi già thay vì phải lo nghĩ đến vật chất hay chuyện con cái. Bước sang năm Quý Mão này không có quá nhiều biến động đối với người tuổi Ngọ sinh năm 1954. Tiền bạc đủ tiêu xài với mức sống hiện tại, đương số còn có xu hướng buông xả hết tất cả để dưỡng sức nên hầu hết ít xảy ra va chạm hay tranh chấp trong các mối quan hệ. Có điều, sức khỏe giảm sút rõ rệt, bản mệnh dễ bị ốm vặt mỗi khi trái gió trở trời, vì thế không nên tham gia các hoạt động ngoài trời nhiều thay vì chỉ ngồi một chỗ trong nhà.